Kính chào bà con và các bạn. Như vậy chỉ còn một thời gian ngắn nữa, bà con nông dân sẽ chính thức bước vào vụ sản xuất đông xuân 2019-2020. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị cho biết, vụ sản xuất đông xuân năm nay, lịch thời vụ đến ngày 5 tháng 1 năm 2020 sẽ xuống giống lúa trà đầu. Nhưng chủ trương của ngành nông nghiệp thì nông dân cần làm đất sớm để tiêu diệt nguồn gây bệnh cho lúa. Thế nên đây là thời điểm người dân đang khẩn trương tập trung mọi công việc đồng áng, chuẩn bị vật tư, kỹ thuật và vệ sinh đồng ruộng nhằm đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai sản xuất vụ đông xuân 2019-2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Sĩ Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2019, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị đã chủ động, sáng tạo cùng với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị các cấp, sự chỉ đạo hỗ trợ của các cơ quan chuyên ngành từ trung ương đến địa phương. Năm nay, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, năng suất, chất lượng, giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh không ngừng tăng lên. Tốc độ tăng trưởng nông lâm ngư nghiệp đạt 4,92%, vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 28,6 vạn tấn, vượt 10,1% kế hoạch năm. Trồng rừng tập trung 9.320 ha, vượt 55% kế hoạch năm. Tổng sản lượng thủy sản đạt 35.250 tấn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Sĩ Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, năm 2020 cần đẩy mạnh sản xuất lương thực theo hướng nâng cao giá trị hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực, hình thành các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với xây dựng cánh đồng lớn. Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động gắn với điều chỉnh quy hoạch sản xuất để phát triển cây công nghiệp dài ngày chủ lực của tỉnh. Gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, quy mô trang trại, gia trại tập trung gắn với an toàn sinh học và phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả. Trước mắt, toàn ngành cần triển khai tốt các phương án tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2019-2020, chú ý bố trí lịch trình thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2020 thắng lợi. Với mục tiêu góp phần cải thiện đề án tái canh cây cà phê của tỉnh Quảng Trị nhằm nâng cao trình độ thâm canh, từng bước tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả cà phê. Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã triển khai mô hình trồng thâm canh giống cà phê mới. Mô hình được triển khai tại thôn Bụt Việt, xã Hưởng Phùng, huyện Hướng Hóa với quy mô 1 hectare, gồm 4 hộ tham gia, giống cà phê đưa vào và sử dụng là giống Catimo. Địa bàn triển khai mô hình thuộc xã vùng biên giới nên các hộ tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ 100% giống và vật tư phân bón. Trong quá trình triển khai mô hình, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã tiến hành các hoạt động tập huấn cho hộ tham gia thực hiện mô hình về kỹ thuật trồng và chăm sóc. Đến nay, sau hơn 4 tháng triển khai trồng, tỷ lệ sống của cây đạt 95-98%. Chiều cao cây tính từ gốc lên cây 30-35 cm, số cặp cành cấp 1 đạt 2-4 cặp một cây. Đặc biệt qua theo dõi, kiểm tra, chưa phát hiện đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại đáng kể. Bà con và các bạn thân mến, vụ lúa đông xuân là vụ cho năng suất cao nhất trong năm. Tuy nhiên, thời tiết vụ đông xuân cũng thích hợp cho nhiều loài sâu bệnh phát triển gây hại, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất lúa. Để đảm bảo cho lúa đông xuân sinh trưởng phát triển, các địa phương và bà con nông dân cần chủ động theo dõi và phòng trừ kịp thời sâu bệnh gây hại, nhằm hạn chế sự lây lan của sâu bệnh cũng như bảo đảm năng suất và sản lượng lúa vụ đông xuân 2019-2020. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu cùng bà con một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ chuột và ốc bươu vàng đầu vụ đông xuân. Kính thưa bà con, năm 2019, chuột và ốc bươu vàng đã gây hại nặng hầu hết các huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh. Mùa mưa năm nay đến muộn, cho đến nay chưa có các đợt lũ lớn. Vì vậy, các đối tượng như chuột, ốc bươu vàng có nguy cơ phát sinh gây hại nặng ngay từ đầu vụ đông xuân 2019-2020. Để phòng trừ tốt các đối tượng dịch hại trên, trong trang nông nghiệp tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến bà con biện pháp chủ yếu để phòng trừ chuột và ốc bươu vàng hại lúa đầu vụ.
Thưa bà con, chuột thường sống trong hang ở dưới đất, nhất là trên các cái bờ ruộng, bờ đê. Khi lúa chín, chuột rời hang và sống ngay ở trên ruộng, nhiều khi làm tổ ở trên cây lúa. Vì vậy, chuột thường gây hại ở giữa ruộng chứ không phải gây hại ở vùng xung quanh bờ. Chuột không thích vùng có nước, do đó thường năm nào bị hạn, năm đó chuột sẽ rất là nhiều. Chuột cái mỗi năm có thể đẻ từ 5 đến 6 lứa, mỗi lứa trung bình khoảng 10 con. Có nghĩa là một cặp chuột một năm có thể sinh ra 1.000 con chuột, con cháu chắt. Chuột là loài ăn tạp, thức ăn chủ yếu là thực vật màu xanh. Ngoài ra, chuột còn thích những cái loài như là cá, cá con, ốc, cua, côn trùng. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra, thì cần tổ chức phòng trừ ngay từ đầu vụ và được tiến hành phải là thường xuyên, liên tục, đồng bộ ở trên diện rộng bằng nhiều biện pháp đảm bảo liên vùng, liên thôn, liên kết với các xã tiêu diệt chuột từ ngoài đồng ruộng đến trong khu dân cư. Đối với biện pháp vệ sinh đồng ruộng thì phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ở trên bờ đê, ven bờ ruộng nhằm hạn chế nơi cư trú của chuột. Tổ chức phát động các đợt diệt chuột trên diện rộng bằng biện pháp đào bắt thủ công trên bờ ruộng, bờ đê vào trước lúc gieo xạ và vào giai đoạn lúa làm đồng. Dùng các cái loại bẫy như là bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt đặt nơi chuột thường qua lại trong nhà và ngoài đồng. Sử dụng thuốc hóa học, thuốc sinh học để diệt chuột. Khi dùng thuốc diệt chuột thì cần ưu tiên sử dụng các cái loại thuốc sinh học như là Bio-Rat. Thuốc diệt chuột Bio-Rat thì chỉ gây bệnh cho con chuột mà không độc hại cho vật nuôi, môi trường và con người. Không gây nhờn, nhạt bạ đối với chuột. Cho nên là rất là hiệu quả. Chỉ sử dụng thuốc diệt chuột hóa học trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Cần tuân thủ hướng dẫn trên tòa nhãn và kinh nghiệm đặt bẫy của bà con. Thuốc hóa học trừ chuột thì là rất độc hại cho con người, vật nuôi và môi trường. Vì vậy, sau khi đặt bả diệt chuột là cần thu gom chuột chết. Bên cạnh chuột hại thì ốc bươu vàng cũng là đối tượng gây hại nặng từ đầu vụ. Ốc bươu vàng phát sinh gây hại lúa từ khi mới gieo cho đến khi lúa đẻ nhánh. Lúa non bị ốc ăn sẽ không thể phục hồi được. Vì khi cắn ngang thân cây lúa, ốc tiết ra chất nhờn bám vào vết cắn, khiến cho cây lúa không thể phục hồi sinh trưởng được. Ốc bươu vàng thì sinh sản rất là nhanh. Một con ốc cái có thể đẻ 2 lần trên một tháng và mỗi lần đẻ là khoảng 500 trứng. Ốc 2 tháng tuổi đã bắt đầu sinh sản và có thể sống tới 4 đến 6 năm. Trứng ốc bươu vàng sau khi đẻ thì khoảng 12 đến 14 ngày sau là nở. Ốc con sau 2 ngày nở thì chúng đã di chuyển và có thể tự kiếm ăn. Ốc bươu vàng là loài phàm ăn, ăn khỏe, ăn liên tục cả ngày và đêm trên ruộng lúa. Chúng ăn từng đám, tập trung ăn ở những cái ruộng trũng, ruộng lúa non, lúa mới cấy, lúa gieo, vân vân. Chúng có thể sống nhiều tháng trong điều kiện khô hạn và cũng có thể tồn tại trong môi trường ô nhiễm, môi trường thiếu oxy nhờ chúng có cái ống thở. Trường hợp mà ruộng bị hạn, nước ở trong ruộng khô kiệt, ốc bươu vàng có thể vùi mình xuống lớp đất sâu và sống tiêm sinh hàng tháng mà không chết. Để diệt trừ ốc bươu vàng, cần làm đất kỹ và bằng phẳng, tránh để những khu vực trũng ở trên đồng ruộng. Khi phát động chiến dịch diệt chuột kết hợp với tiêu diệt ốc bươu vàng bằng cách là thu ốc và thu ổ trứng và đem đi tiêu hủy. Khi làm đất, đánh rần thoát nước cách nhau khoảng 10 đến 15 mét trên ruộng để ốc tập trung trong rần và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom bằng tay hoặc là phun thuốc. Có thể dùng giấy lá khoai lang, đu đủ, sơ mít bỏ thành mớ thả xuống nước để dẫn dụ ốc và thu bắt. Có thể là cắm que, làm các cái giá để ốc leo lên, đẻ trứng rồi là thu bắt ổ trứng. Có thể sử dụng biện pháp hóa học ở những nơi mật độ ốc cao,
ốc tuổi nhỏ không thể thu bắt bằng tay được thì sử dụng các cái loại thuốc có hoạt chất như là niclosamid, như là anpuma 700 VWP, molutka 700 VWP, vân vân, hoặc là các cái dạng thuốc rải, thuốc hạt rải như là hoạt chất metandehid, như là homnesin 150 SC hoặc là tobat 120B. Liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì của sản phẩm, sau khi lúa đã mọc khoảng 7 ngày thì cho nước ngập xâm xấp và phun các cái loại thuốc trừ ốc bươu vàng cho lúa với nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất ở trên bao bì. Đồng thời cần lưu ý sau khi phun hoặc là rải thuốc phải giữ mực nước ở trong ruộng là từ 3 đến 5 cm trong thời gian là 5 đến 7 ngày, không để nước thuốc rò rỉ xuống ở những cái khu vực mà nuôi trồng thủy sản. Nên phun thuốc vào lúc sáng sớm hoặc là chiều mát, vào lúc mà ốc bươu vàng hoạt động mạnh nhất để tăng cái hiệu quả của thuốc. Kính thưa bà con, trên đây thì chúng tôi vừa trao đổi với bà con về các biện pháp phòng trừ chuột và ốc bươu vàng trong vụ đông xuân 2019-2020. Mong bà con áp dụng hiệu quả để có vụ mùa thắng lợi. Xin kính chào bà con. Bà con và các bạn thân mến, nhằm tận dụng các phế phụ phẩm nông nghiệp và rác thải hữu cơ sinh hoạt làm phân bón cho cây trồng, bước vào vụ sản xuất đông xuân 2019-2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức hướng dẫn kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh bằng chế phẩm sinh học. Đây là nguồn phân hữu cơ sạch bệnh phục vụ cho cây trồng. Với phương pháp bắt tay chỉ việc, hướng dẫn tại hiện trường, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức 15 lớp tập huấn cho hơn 400 nông dân tại các xã Triều Long, huyện Triều Phong, xã Vĩnh Tú, Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, xã Hải Thái, Do Quang, huyện Do Linh. Bà con nông dân khi tham gia được các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông giới thiệu về kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh bằng chế phẩm Trichoderma gồm 7 bước cơ bản: thu gom, phân loại nguyên liệu ủ, cho nơi ủ và chuẩn bị dụng cụ, trộn phế phẩm với nguyên liệu ủ, ủ nguyên liệu, che phủ đồng ủ, kiểm tra và duy trì độ ẩm trong đồng ủ, đảo trôn đồng ủ, bảo quản và sử dụng đồng ủ. Với phương pháp tập huấn tại hiện trường kết hợp giữa hướng dẫn nông dân thực hành và trao đổi, thảo luận ngay tại điểm thực hành đã giúp nông dân nắm chắc từng bước của quá trình ủ. Được tham dự lớp tập huấn về cái kỹ thuật ủ phân vi sinh, tôi thấy rằng loại phân này là rất tốt. Nói chung là nếu sau này tôi sẽ có ứng dụng vào sản xuất và đồng thời là cũng tuyên truyền vận động bà con xung quanh là mình bón để mà nhằm là cái thứ nhất là tăng thêm độ màu mỡ cho đất và cái thứ hai nữa là góp phần là giải quyết về cái môi trường. Phân hữu cơ sinh học là sản phẩm phân bón được tạo thành thông qua quá trình lên men vi sinh vật các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc khác nhau từ các nguồn nguyên liệu phế thải nông lâm nghiệp, phế thải chăn nuôi, rơm rạ, thân cây chuối, ngô, đậu, lạc, mía, rác thải hữu cơ sinh hoạt được ủ với chế phẩm vi sinh. Trong đó các hợp chất hữu cơ phức tạp dưới tác động của vi sinh vật hoặc các hoạt chất sinh học được chuyển hóa thành mùn. Thời gian ủ khoảng 45 đến 60 ngày, sản phẩm sẽ được đưa ra sử dụng. Sản phẩm phân hữu cơ sinh học có tác dụng làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng chất khoáng và vi sinh vật hiện hữu cho đất, cải tạo đất rất tốt, nhất là đối với các loại đất đã và đang bị suy thoái, tăng khả năng giữ nước của đất. Qua lớp tập huấn này, tôi có thể khẳng định rằng là ủ phân sinh học là tạo điều kiện cho bà con có một nguồn phân dồi dào và từ đó là cả từ cán bộ và nhân dân trên địa bàn là tuyên truyền vận động nhân dân là tiếp tục là chế biến cái phân hữu cơ sinh học để áp dụng trong sản xuất nông nghiệp để đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Việc triển khai mô hình ủ phân ngoài đem lại nguồn phân hữu cơ an toàn để tăng năng suất, chất lượng, đảm bảo sản phẩm an toàn cho cây trồng đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác của người dân trong việc sử dụng các nguồn phân hữu cơ, góp phần bảo vệ môi trường phù hợp với thích ứng biến đổi khí hậu hiện nay. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa góp phần cùng chính quyền và nhân dân các địa phương xây dựng nông thôn mới.
Bà con và các bạn thân mến, trang nông nghiệp tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.